G2 phiên bản quốc tế hỗ trợ. Vậy các bạn có đang phân vân trên G2 Docomo có những tính năng và hiệu dụng đáng chú ý như vậy hay không? Hãy cùng tôi tìm hiểu về chúng trên chiếc LG G2 Docomo này. Để thỏa mãn được nhu cầu nghe gọi, giải trí, ngớt web, nghe nhạc hay xem phim, thì G2 có thông số pin khá cao, lên đến 2.900 mAh. Và pin tốt, cấu hình máy cao thì đi đôi với nó là những ứng dụng rất hay và đặc biệt của G2 Docomo. Trên G2 có chức năng như một chiếc máy tính, nó cho phép bạn thiết lập chế độ màn hình khách khi bạn cho người khác không phải là chủ máy mượn. Đó chính là chế độ West Mode, và bạn có thể thiết lập chỉ những ứng dụng nào đó hiện lên màn hình khách và được truy cập. Đó là một tính năng rất hay, tránh bị mất mát dữ liệu khi bản thân mình không ở đó, và những bí mật riêng tư khi bạn viết log trên điện thoại chẳng hạn. Trong đó, nếu bạn thiết lập khóa màn hình bằng mẫu hình thì một mẫu hình sẽ là dành cho khách, một mẫu hình sẽ là của riêng mình. Một tính năng nữa là chế độ Quick Window. Chế độ này cho phép bạn vẫn có thể xem được màn hình nhỏ ngay cả khi lắp đã đóng lại. Một tính năng rất giống trên Samsung Galaxy S4. Đáng tiếc là trong tay tôi không có chiếc vỏ Quick Window đó. Nếu không tôi sẽ test cho các bạn rõ về tính năng đặc biệt này của em nó để các bạn có một nhận xét rõ hơn. Và tính năng Quick Remote thì sao? G2 Docomo cho phép nhận diện và điều khiển được rất nhiều thiết bị như TV, máy lạnh, máy in, bộ lọc âm thanh, đầu DVD hay máy chiếu, hoặc có thể có các thiết bị khác nữa khi chúng ta cài đặt và giúp máy kết nối hay nhận diện được thiết bị đó. Chức năng này mà vào siêu thị bấm loạn sờ ngầu lên thì sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Và với màn hình 5,2 inch thì máy cũng hỗ trợ tính năng thao tác một tay. Khi mình quen cầm điện thoại bằng một tay trái hay tay phải chẳng hạn, bằng một tay mà không thể với ngón tay tới lửa màn hình bên kia thì bạn hãy thiết lập chức năng này. Sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn khi bạn đang đi xe máy mà có việc gấp, đang phải đi mà không tiện dừng xe lại. Tất nhiên, tôi không ủng hộ vấn đề này, và khi đó các bạn hãy để ý tới các chú chim vàng xem có đứng ở đằng trước hay không. Về cuộc gọi, máy tích hợp sẵn chức năng cho khi có cuộc gọi chỉ cần áp lên tai là máy sẽ tự động trả lời. Đó là một chức năng rất hay mà hiện nay nhiều smartphone không có, hoặc có nhưng là cài thêm trên App Store hay là CH Play. Đó là về một số chức năng bên trong máy tích hợp có sẵn. Vậy còn về một số vấn đề giải trí khác thì sao? Còn nữa là tính năng chạm hai lần vào màn hình để mở máy, một tính năng rất hay và đặc biệt có trên G2. Cũng với một màn hình 5,2 inch, độ phân giải Full HD 1920x1080 thì chất lượng hình ảnh mà G2 mang lại sắc sảo đến từng chi tiết. Máy ảnh trước của G2 có thông số khá cao, lên đến 2.4 megapixel, và đương nhiên nó cũng sẽ kết hợp với màn hình để cho chúng ta những bức ảnh tự sướng đẹp nhất mà chẳng cần qua 360 hay đại loại là một phần mềm ứng dụng làm đẹp ảnh. Đặc biệt chế độ chụp ảnh đôi trên máy giúp cho chúng ta lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho sự xuất hiện của cả hai phía. Điều này cũng khá hay khi mà đi chơi đâu đó cùng bạn bè, người chụp sẽ không bị vắng mặt trong khoảnh khắc vui tươi mà chúng ta muốn giữ lại. Với hệ điều hành 4.2 và bộ nhớ trong 32GB, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 600 lên đến tốc độ 2.3GHz cộng thêm RAM 2GB, thì tôi dám khẳng định chắc chắn rằng những game có đồ họa cao sẽ được G2 đáp ứng tất cả, để đem đến cho người chủ sở hữu của họ một sự hài lòng không hề nhẹ. Tất nhiên nếu chơi các game có đồ họa khủng và dung lượng lặng,
ví như FIFA 14 chẳng hạn, thì vấn đề nóng máy là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ yên tâm khi mà G2 vẫn đáp ứng đủ được những đam mê để những đam mê không thể hoãn lại được của các bạn lúc đó. Và trên đó tôi đã test qua một số tính năng mà G2 Docomo hỗ trợ. Để được đánh giá kỹ hơn, các bạn hãy đến Logi tại để cầm trên tay trải nghiệm những tính năng thú vị mà Docomo mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu video thấy hay, các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ để bạn bè cùng biết nhé.